Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Ê ông nợ ràng, hôm trước hứa với tôi một bộ giáp kim cương giá 5 đồng đâu rồi? Trời ơi đẹp quá, còn cái gì nữa không? Còn một cái cúp sắt nữa, ôi cái cúp này hơi ngọt à. Ôi cái gì vậy? Ôi tôi đem bơi, ai? Kim cương đâu rồi, kim cương đâu rồi? Ôi đừng, ôi ông ơi, có chừng cái bơi nổ ông đó. Trời ơi ông chơi ngu vậy, ông này ông nào vậy? Ôi trời đất. Ủa, một người bạn, ông đã cứu tôi khỏi con Reaper. Wow, ông là ai vậy? Khánh hả? Ông tên Khánh hay Khánh vậy? Thật Khánh, tôi mới đến đây à. Ồ, ông này là một người bạn mới đâu đây xuất hiện vậy? Ông là anh hùng nghĩa hẹp hay gì vậy? Ông hy sinh thân ông để bảo vệ tôi khỏi có con Reaper. Ông ẵm nó lên. Ồ, tôi chưa thấy trên đời này ai anh hùng như ông luôn đó. Nếu mà thật sự ra team của tôi á, tôi thấy Phong Bì với Mèo chưa chắc gì đã hy sinh để bảo vệ tôi như ông đâu. Nếu mà hai người này mà thấy Reaper lại gần tôi, chắc chắn là để cho nổ rồi cười tôi một trận luôn á. Công nhận ông tốt với tôi thiệt á. Có gì đâu, nếu mà người khác gặp thì người khác cũng làm như tôi thôi. Ôi không phải ai cũng tốt được như ông đâu á. Công nhận ông này tốt bụng thiệt á mọi người. Hey, hay là bây giờ vậy đi, ông theo tôi về làng đi, tôi sẽ giới thiệu ông là một thành viên mới trong làng luôn. Tôi sẽ cấp phép cho ông ở trong làng Pirate của tụi tôi luôn. Ông thấy sao? Được á. Rồi rồi theo tôi nè, lần này á mình sẽ cho Mèo với Poppy thấy một người anh hùng, một người bạn thật sự là như thế nào, chứ không phải như Mèo với Poppy lúc nào cũng có bỏ mình chạy trốn hết á. Tất cả mọi người trong làng Pirate tập hợp lại đây, mau lên. Đi xuống, đi xuống dưới. Ở đây tôi là trưởng làng, tôi đứng đây. Cái gì? Dân làng lên làm chứng đi, dân làng lên, lẻ lên. Lên lên cái gì, đi xuống dưới hết. Đi xuống luôn. Cái gì vậy, từ từ. Ôi ổng bè giờ cũng giống cái này. Để dân làng tuyên bố chứ. Dân làng tuyên bố cái gì, đi xuống dân làng, đi xuống hết. Tôi là trưởng làng ở đây, tất cả đi xuống, mau lên. Trời ơi, dân làng lên đây tuyên bố chúng ta thành vợ chồng. Tào lao cái gì vậy? Cái gì mà vợ chồng? Ở đây đâu có phải là cái buổi đám cưới đâu mà vợ chồng mèo. Cái mình này chứ, đám cưới cái con khỉ móc xì á. Mèo đi ra, đi xuống, đi xuống luôn. Mèo bị đuổi ra khỏi quỳ lệ. Tao thôi, mà đừng có ngại, mà tôi biết mèo không làm. Trời ơi, tôi có ngại cái gì đó, mèo về chỗ đi, về chỗ. Ủa vậy á? Giờ làm mất thời gian rồi, bộ không biết đọc chữ hay sao vậy? Đây là buổi lễ tuyên bố tôi có một người bạn mới. Bạn mới, bạn mới trong làng đó, hiểu không? Cái gì bạn ơi? Ủa? Chứ này không phải là đám cưới mini của hai chúng ta hả? Nghĩ sao cái này mà đám cưới? Đây, hôm nay tôi tuyên bố trong làng chúng ta sẽ có một người bạn mới. Phải phổi đáng. Cái gì vậy? Phổi đáng. Phổi đáng, không có phổi đáng phản đối gì hết trơn á. Làng của tụi mình từ giờ sẽ có một người bạn mới. Mèo mà nói nữa tôi sẽ đá đít mèo ra khỏi tim luôn. Mèo nghe không mèo? Poppy nghe chứ Poppy? Dân làng ông nghe chưa? Không nghe gì trơn á. Không nghe hả? Bây giờ còn ai phản đối không? Tôi cầm cái sẻng lên rồi nè. Phản đối, phản đối. Ý lộn, phản đối. Gì vậy? Gì vậy? Phản đối vậy? Tôi phản đối. Tại sao phản đối hả? Điều đây. Anh nghĩ làm sao vậy? Em xây nguyên cái làng này muốn gãy cái tay vậy? Em còn chưa được nhận làm thành viên trong làng nữa. Ai dám cướp cái làng của em? Em chỉ xây làng thôi. Em vô trong làng đi, ở chung với ông dân làng nè. Em xây làng chứ em đâu có qua xây nhà cho anh đâu, mà em đòi làm thành viên trong làng Pirate. Em chỉ là làm thành viên trong ngôi làng thằng kia thôi. Hiểu không? Rồi, cũng được làm thành viên rồi, hiểu không? Đúng rồi. Ủa? Ngồi ghế đi. Tiện thể ngồi đây, ngồi luôn đi. Không chấp nhận được, em không chấp nhận được. Không chấp nhận được thì phải chấp nhận thôi. Tôi xin tuyên bố ngày hôm nay tôi nói với làng Pirate rằng tôi đã có một người bạn mới. Người bạn này rất tốt với tôi, mà bây giờ tôi cho mọi người đón á. Người bạn này chính là nam hay nữ? Ở đây á, nếu là nam nha, nếu là nam thì mọi người lên gõ cái thùng bên này, còn nếu là nữ á thì mọi người lên gõ cái thùng bên này. Rồi hiểu rồi, Phong Bì em thấy mà kiên quyết có bạn mới kiểu này là chị đảm bảo chứ cần là nữ luôn á Phong Bì. Cái này á em nghĩ chắc em gõ hai bên quá. Thì chắc chắn cái gì vậy? Kiểu này kiên quyết kiểu này chỉ có là nữ thôi. Bạn này á chắc chắn là nữ rồi, nút à, em sẽ gõ bên đây. Bên này. Ủa cái gì vậy? Thôi chọn bạn rồi, em sẽ chọn bên nam. Thôi đó, biểu đó là bẻ cái thùng bỏ phiếu. Ơi, ai cũng bỏ phiếu là nữ hết vậy. Mọi người cứ nghĩ phải là một bạn nữ xinh đẹp. Phải là một bạn nữ xinh đẹp. Không, tất cả ngồi vô vị trí hết. Tôi sẽ review bản mới cho mọi người xem. Tôi xin tuyên bố là bản mới của tôi chính là người đang ở trong đây. Mọi người hãy nhìn đây, bản mới xuống nào. Trời ơi, đây không phải là nữ nha. Gì vậy? Ủa, chủ gì vậy? Đây, xin giới thiệu cho mọi người, đây chính là Khánh, người bạn mới đã giúp đỡ tôi vào sáng này. Người này đã có công hy sinh để bảo vệ tôi khỏi con Reaper. Trời ơi trời, tôi tưởng cái gì lớn lao lắm, hy sinh bảo vệ khỏi con Reaper. Đúng rồi. Mèo mà thấy Reaper mèo có lại cứu tôi không, hay là mèo để cho nó nổ tôi banh xác là mèo cười? Chắc chắn là để nổ rồi. Đó thấy chưa, tôi biết ngay mà mèo Poppy mà. Giang làng, em thấy anh mà bị Reaper tấn công em có bảo vệ anh không? Biểu đơn, em mà thấy anh bị Reaper nổ em có nhào lại cứu anh không? Tất nhiên là không rồi, thì em sẽ chờ anh chết đi rồi em xây mồ cho anh thôi. Đó thấy chưa, bởi vậy trong làng của tôi không có ai có đủ khả năng làm chuyện như vậy. Đây là lòng tốt rồi đó. Nhưng mà cái gì? Tôi chạy nhưng mà trong thâm tâm tôi rất là muốn cứu ông, hiểu không? Ờ
Thôi, hôm qua ha, tôi muốn cứu mèo thì Phoppy nó ngăn cản tôi. Còn lần trước Phoppy bị nguyền rủa thì mèo lại bỏ tôi. Ủa? Rồi xong, lần nào á mèo với Phoppy cũng cố gắng cho tôi hết á, nên tôi á đúng rồi, có tin tưởng hai người bằng người bạn mới này. Chào mọi người đi Khánh ơi. Hello, chào mọi người nha, chào mọi người. Nghe cái giọng của Khánh không? Ấm áp dễ chịu không? Nghe cái giọng á, lúc nào tôi gái được bình yên hết á mèo. Thôi đi ông lú rồi, giờ ông nghe gì cũng thấy bình yên hết trơn á. Thôi, bây giờ thì bạn Khánh theo tôi nè. Đi muốn bị chân nhảy rồi chứ còn nữa. Nhìn cái tên nè, thấy cái chữ không? Cái chữ này là chữ Khanh. Khanh trong từ sở Khanh đó, là chứ không phải Khánh đâu. Không hiểu không, rồi. Ông tên là Khánh, ông tên Khánh đúng không? Tôi tên Khánh nha. Đó, thấy chưa? Thôi ông này họ sở đó chị mèo. Đúng rồi, họ sở tên Khanh đó làng. Thôi, không có nói chuyện với mấy người trong cái làng này nữa. Khánh, theo tôi, từ nay ông sẽ là người bạn tốt của tôi. Giờ ông kiên quyết là sẽ có người bạn mới này đúng không? Đúng rồi. Giờ á, tôi sẽ giới thiệu cho ông, đây chính là ngôi nhà của Thái Thuốc. Cái gì? Tôi phải coi được bạn mới ông như thế nào. Phoppy xây chỗ bắt cua cho chị. Trời, tất nhiên rồi, phải thử thách liền để em xây cho cái chỗ bắt sao cua vậy? Muốn xây chỗ bắt cua thử thách bạn của tôi hả? Bạn Khánh này á, cứu tôi khỏi Ripper nhanh tay như vậy chắc chắn phải là đi ra đây. Phoppy ra giữa làng rồi đây. Cái gì? Giữa làng hả? Ra cái chỗ nào đẹp đẹp xíu cho mèo. Đây là chỉ cần hợp thể là xây cho chị một cái chỗ bắt cua vào đầu bếp coi. Rồi, xây lên, mau lên. Tất cả mọi người xây xong chưa? Trời ơi, xây cái chỗ bắt cua gì mà đơn giản vậy? Trời ơi, đơn giản chứ không có bắt cua này tôi vừa nhắm mắt tôi vừa bắt cua còn được nữa đó mèo. Trời chắc được à. Giờ để tôi thử coi coi bạn này có xứng đáng được đưa đây là bạn mới. Đúng rồi, xứng đáng chứ Khánh ơi. Khánh, tôi tin vào á bạn á Khánh ơi. Bắt cua đi Khánh ơi. Cố lên. Coi thử coi chưa này. Bắt cua lên. Cứu Khánh đi. Phoppy ơi, đây. Em cứu em nè. Nhảy xuống dưới nước đi. Rồi xong, bây giờ cho xin một phiếu chê đi. Rồi Khánh làm lại Khánh ơi, bắt cô lại đi. Tôi chưa phép được chê. Không chê phép chê. Té thôi. Ủa cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Hay quá vậy? Ôi, ai da. Đây. Ai da, ai xuống vậy? Trời ơi, hồi nãy em chơi xô tôi vậy. Thôi đi bạn ơi. Trời ơi, bữa nay tôi hỏi thiệt nha. Hồi nãy là ông cứu ông trong nghịch cảnh hay là ông cứu ngược là ông trong nghịch cảnh? Tôi cứu ai là ông cứu tôi chứ. Trời ơi, tụi mèo nhiều khi tôi ông vậy? Cứu ta là ông ảo tưởng ta cứu ông không? Không. Tại vì chắc là Khánh mới vô làng nên Khánh chưa biết bắt cua thôi. Hay là để tôi bắt cua giùm mình Khánh đi. Nè Biêu đơn, em lại em cho chị Biêu đơn lận làm phát cho em cảm thấy ai là người xứng đáng hơn nè. Rồi Biêu đơn lên bắt cua đi. Lên đi cho mọi người bảo ban tập bắt ai mới là người thật sự xứng đáng nè. Lên đi em. Rồi nè lên. Rồi sao rồi thấy chưa? Biêu đơn bắt cua có được đâu. Lên bắt cua thử coi. Ông dân làng thử coi. Ông tướng đồ lúc nào bắt cua thử cho tôi coi thử coi. Đó, ông dân làng mới tập tạ cho nên về coi bị nặng người. Dân làng mới tập tạ rồi. Rồi xong luôn té hay chưa. Trong làng này cái chỗ này chắc hơi khó quá rồi. Ai bắt cua cho mà được đúng không? Để vậy tôi bắt cua thử cho mọi người xem này nó. Đó, chỗ bắt cua này có mình tôi bắt cua được cái gì. Ê, cái gì vậy? Ôi, rồi xong thắng rồi nè. Rồi về nè. Wow. Ê, ai nè. Ôi, tôi né tên nè. Đó hay chưa, tôi bắt cua dễ vậy nè. Mọi người có bắt cua được đâu để chứng tỏ mọi người cũng bằng Khánh thôi à. Trời ơi. Rồi xong, tất cả mọi người á, đã phục chưa? Khánh là bạn mới của tôi trong làng đó. Thôi không có phục thiết gì trơn á, tôi cũng bắt cua được nè. Tôi bắt một phát một. Thôi mẹ bắt cua được cái mới lạ em, đó. Em chị lên bắt cua cũng được. Trời ơi mẹ ơi, mẹ bắt cua được đâu. Rồi nè, đó, dọc xuống lava rồi xong. Mẹ bắt cua không được, Poppy bay xuống lava luôn. Poppy cũng bắt cua không được. Thôi Khánh ơi Khánh, chơi với mọi người nè, mọi người ăn hiếp ông quá à. Thôi, ông theo tôi nè Khánh ơi. Theo tôi nè, vô nhà tôi dẫn ông vô chơi game nè. Đây, xin chào mừng đối tới nhà của tôi nè. Bây giờ ông cứ xem ở đây như là ở nhà nha. Còn mẹ với Poppy đừng có lại đây nha. Ủa dân làng, ê, Builder, em đi đâu vậy? Đi ra. Nhìn kìa Poppy dòm kìa, dòm cái loài người mà có mới nói cũ kìa đó. Có người mới là quên liền người cũ, cưng thấy chưa? Cái bản mặt này nhìn thấy ghét thiệt luôn á. Đúng rồi, cưng sáng mắt cưng ra chứ Poppy, hai mắt cưng sáng. Em sáng cái mắt em ra luôn rồi. Sáng cái gì? Mọi người ơi, đây là ân nhân cứu mạng của tôi đó. Thôi bạn đi chơi đóng cửa lại, chơi cho mình đi. Đúng rồi, chơi ân nhân cứu mạng ơi. Xong rồi thôi Khánh ơi, chắc là người trong làng này thấy ông mới quá nên kiểu ganh tị với Khánh ơi. Mọi người đâu rồi, đập cái này cho tôi ơi. Ê, cái gì vậy? Đập cái này cho tôi nhanh đi mọi người. Thôi, đừng quan tâm Khánh ơi. Đây, ông cứ tự nhiên như ở nhà nha. Khánh ơi chơi game nè, game trên máy tính tôi xịn không, vui không? Nè, đánh thằng máy đó đi, đánh thằng máy đó đi. Mà thôi Khánh ơi, giờ tối cũng khuya rồi. Hay là anh em mình lên chia sẻ cái giường này nè, nó ngủ cho nó ngon Khánh ơi. Dù gì ông cũng chưa có nhà ở trong làng này, tôi sẽ xây cho ông cái nhà khác. Còn bây giờ thì tôi lên giường tôi ngủ nha. Nhầm. Ông ngủ trước đi, ông ngủ trước đi. Trời ơi, Phoppy ơi, cưng thấy chưa? Đó, lòi bản em thật thiệt ra rồi kìa. Mở rương lấy kim cương, nãy giờ chỉ đúng là một cái con người xấu xa vậy. Đúng mà anh hết cũng nhìn sai người nữa. Cưng coi kìa, lấy kim cương xong mà còn đứng nó múa nữa kìa Phoppy. Đó, thấy chưa? Trời ơi, có gì mà bạn mình... Trời ơi, bớ hàng bớ nước hết vậy mà coi, ngó xuống mà coi. Giờ kìa, bạn tốt ai đang lấy đồ của ai kìa.
Cái gì vậy? Anh nói nè, anh sáng mắt ra chưa? Sáng mắt ra đi, tôi với Phúc Bi thấy rõ ràng. Cái gì? Mở cái rương của ông ra lấy hết kim cương ông ra không còn đứng còn đứng đó đó đó. Cái gì vậy? Cái đó kim cương của tôi mà. Lấy ra lao cho sáng thôi. Đó, đó thấy chưa? Bạn nghe chưa? Bạn của tôi chỉ lấy kim cương ra lao cho sáng thôi. Ai lao cho sáng à? Ai nửa đêm mà đi lấy kim cương ra lao hả? Ờ giờ khi đây là dấu hiệu có sở thích lao kim cương thì mới nói sao mẹo chứ không phải tào lao quá nha. Rồi đi đi xuống đi, đừng có lên mẹ tôi nữa. Tôi không tin mẹo có Phi đâu, hai người đi về đi. Đúng rồi Khánh ơi, mèo với lại có Phi lúc nào cũng ăn hiếp ông hết á. Thôi đi ngủ nè Khánh ơi. Bố bà con mèo mèo tình đi. Bố bà con mèo tình chồng đây. Mèo tình cái gì? Ai 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 Phạt đây. Ngưng lại hết tất cả ra đây coi. Biểu tình cái gì vậy? Dạ ông có để con người lương mèo nó đang hỏi coi làng này hay không? Dạ ơi, mèo đốt tôi luôn nè. Tôi đâu có làm gì đâu lương lẹo. Trời ơi trời, sao mọi người lại không thích Khánh như vậy? Khánh có vẻ tốt bụng mà. Tôi không bị thấy rõ ràng chính mắt tay nghe chứ không phải là nằm chim bao nha. Thấy rõ ràng móc kim cương ra nha mà bà đặt nó đâu chùi rồi suy nghĩ hơi quá nhiều rồi đó. Tôi kiểm tra là kim cương rồi. Tôi đâu có mất kim cương nào đâu. Không, nhưng mà tôi cảm thấy bắt tôi không được thì tôi không thích. Rồi có bị ý kiến gì không? Em có ý kiến là bây giờ đuổi ra đi, không có xứng đáng đâu. Làm gì mà biết biêu xếp lại nha em. Chứ tôi không bị chưa có chắc nhận mà sao được vô nhà ông ở vậy? Rồi Khánh ơi. Có vẻ mọi người ở đây không thích mình lắm nên mình đi đây. Ủa gì kỳ vậy Khánh? Ủa sao vậy mọi người? Ủa? Là mèo mèo làm Khánh buồn rồi kìa. Ủa gì hả? Thấy dễ rồi. Ủa Khánh đi thiệt rồi kìa đó. Chứ mèo với Phú Bi lúc nào cũng ăn hiếp bạn mới tôi á. Cảm thấy hối hận á chị mèo. Sao mới làm có chút xíu mà sao tự nhiên bỏ đi thiệt rồi. Trời ơi, tôi mới có một người bạn mới à. Tôi với Phong Bi tôi giỡn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.